Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề vaccine khô thai cho các bạn mới vào nghề để các bạn hiểu nha. Đây là những chai vaccine khô thai nha. Đây các bạn nhìn nè, cái chữ có cái chữ bạc vô là nó ngừa khô thai nha. Thì ngừa khô thai này thì lúc mà heo tơ các bạn mà chọn làm giống á, lúc mà heo khoảng 100kg á, thì các bạn nên chích vaccine khô thai, rồi heo nó lên khoảng 110 hoặc là 120 thì nó lên giống thì các bạn bắt đầu phối nha. Heo thì tầm 100kg đổ lên thì các bạn mới phối là hiệu quả nhất nha. Thì các bạn nếu mà nuôi lên được 110, 115 á, thì các bạn phối là thời điểm đó là ok nha. Các bạn nếu mà chọn heo 90, 9 mấy ký á, thì heo nó chưa phát triển toàn diện, các bạn phối thì nó không có tốt cho con heo về sau nha. Các bạn nuôi lâu dài thì con heo nó sẽ không tốt nha. Đây là vaccine khô thai nè, các bạn chích con heo trước khi phối 14 ngày nha, trước 10 ngày cũng được, hoặc là heo mà vừa tách bầy xong rồi các bạn chích một tuần sau nó lên giống rồi các bạn phối cũng được, không sao hết á. Bắt hiệu quả của vaccine là 14 ngày là bắt đầu là cho hiệu quả cao nhất nha. Còn mà từ 7 ngày đến 10 ngày là lúc đó là nó mới có như tạo kháng thể thôi, nó tạo kháng thể chưa có đủ, chưa có hiệu quả hết cái công dụng của vaccine này nha. Các bạn để ý những con heo nè, những con heo mà nó không bị khô thai, các bạn thấy da nó trắng hồng bình thường nha. Rồi mình sẽ cho các bạn coi con heo của mình không chích vaccine khô thai nó như thế nào nha. Đây là con nái của mình nha các bạn. Con nái này á, nó bị khô thai, và có một số con á, là nó bị khô thai, nó chết thai rồi. Sáng nay á, mình phát hiện là giống như nó ra nước nhờn, giống như là bể nước ối vậy đó. Mà mình không có đem thoại theo, mình không quay cho các bạn xem. Giống như là nó đang chuẩn bị đẻ vậy đó, nó cũng ra cứt xu, rồi nó bể nước ối. Rồi mình cũng tính đâu là nó sanh sớm rồi. Mà mình kiểm tra lại á, là nó còn khoảng chừng 10 ngày nữa nó mới đẻ. Thì mình biết nó là nó bị khô thai rồi. Con này á, là mình không có chích khô thai. Các bạn nhìn để ý những con này so với những con khác nha. Con này là nó bị vàng da nè. Lúc nó có bầu tầm chừng 2 tháng rưỡi là bắt đầu năng yếu lại. Nhiều khi nó có bỏ ăn 1 buổi, 2 buổi nữa. Nè các bạn xem những con khác nè, da trắng hồng bình thường nha. Còn con này nè các bạn xem nè, quay cho các bạn xem luôn, da nó hơi vàng vàng nha, ngã vàng vàng. Hồi lúc trước mình cũng có hai con mình không có chích thì nó cũng bị giống hệt như vậy. Tại vì do con này á, mình lúc mình nuôi thịt á, heo này heo ba máu, mình chuẩn bị phối á, mình chuẩn bị mà đem qua lồng á thì thấy nó lên giống luôn rồi, rồi mình phối luôn nên mình không có chích. Rồi giờ là bây giờ là nó bị hao rồi đó. Bụng này á, thì mình đoán cũng to đó, bụng này thì cũng cỡ 12 13 con á. Nhưng mà bây giờ do nó khô thai thì số lượng heo nuôi lại thì không biết bao nhiêu. Thì đợi khi nó đẻ thì mình sẽ quay cho các bạn xem con heo này nha. Các bạn lưu ý vấn đề là các bạn trước khi heo lên giống là các bạn nên chích khô thai nha, để đảm bảo số heo sinh ra được còn nguyên, nó không bị hao hụt, thì nhằm đảm bảo cái kinh tế gia đình mình ổn định nha. Mình chúc các bạn thành công trong con đường kinh doanh nuôi heo nha. Rồi mình xin chào các bạn. Thank you.